Là quy mà nha. Ta là một thằng rất sống, rất nhân cách, rất đạo đức. Tôi thấy mày nhẹ nhàng, tôi tưởng mày thương yêu về đất nước, cái tổ quốc này nha. Dạ anh Mày Phương ạ. comment với tao 2 lần mấy tiếng đồng hồ, mày hỏi Formosa, mày hỏi Bô Xít Tây Nguyên, mày hỏi cái môi trường ở thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa. Tao nói với mày rồi, mày hỏi tao bây giờ công an bắt những trường hợp này trường hợp khác, mày nói với tao là vợ con mày bị là công an phường bắt giữ, mày đừng có xảo trá với nhau, xin lỗi mày, tao nói thẳng mày. Bây giờ tao nói danh dự mày luôn. Nhưng tao đã chia sẻ các clip của mày với tất cả anh em trên cộng đồng mạng, tao nói thằng AQ mày biểu hiện như tao như vậy đó nhá. Mày là thằng ba que F2 mất dạy khốn nạn, mày không còn cửa để về Việt Nam nữa, kể cả con mày và cháu mày không có cửa về Việt Nam. Tao nói thẳng thằng AQ biết như vậy nhá. Thằng Hùng Lân, thằng Hùng Hàm đấy, thằng Hùng Hàm đấy lên diễn đàn Duy Nguyễn nó nói như vậy, ngu như con chó, cái loại F1 F2 ngu như chó cả, chúng mày qua chân tay chúng mày biết hả? Tao nói cho mày này, mày lên diễn đàn của Thái Gò Công, thằng Huỳnh Thanh Hoàng bóc mẹ mày, bảo mẹ mày là Cali Triều, tức là Triều Thanh Hoa, chuẩn tướng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tao nói cho mày nghe mày, tao đã chia sẻ clip lên tất cả anh em cộng đồng mạng rồi, mày không có cửa về Việt Nam mà, tao nói thẳng mày câu danh dự. Mày ngoan mày 49 mùng 9 mày mà cái kêu cả Cali Triều rồi đám con mày đấy, cho mày cái đảo Phú Quốc đó. Về đó đưa con về mà đánh, đánh được không? Đúng không? Nhà nước cho về nhưng mà dân tụi tao không cho mày về. Đó là một Cảm câu ơn dứt về. khoát. Tao nói thẳng. Cảm ơn đâu có xúc phạm gì nữa. Mày về, mày, chúng mày về bẻ gỗ đi. Mùng 4 tháng 9 về bẻ gỗ tụi tao đi. Hùng Lân, Hùng Hàm có đây không? Mày bảo tao với thằng Toàn, Trần Toàn. Mày Đầu về mày, mày là nhốt tao. Nói đi. chị Nam thì Về ngoài hỏa lò mà nhốt. Tao nói cho thằng quý hiểu này. Tên mày, tên thật của mày là Trần Nguyễn Anh Quân nhá. Hôm nay tao đọc qua bóc mẹ cho mày đến đó. Mày bảo là tao hỏi mày tại sao mày lông tao. Thì mày bảo tại anh An chửi. Tao chửi gì mày? Tao không chửi mày, tao chửi bố ngoài mày. Tao chửi những cái thằng ngụy quân, ngụy quyền chống phá. Tao rất tôn trọng những người lính, kể cả cộng sản, kể cả ngụy quân. Nhưng mà ngụy quân yêu nước tao rất tôn trọng, rất kinh khủng. Nhưng mà ngụy quân ngụy quyền chống phá thì tao tao chửi vậy thôi. Mày còn có comment lấy một cái nick khác, mày hỏi tao bây giờ thích cộng sản hay thích Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng bản thân của tao là thường lĩnh, tao nói tao người cộng sản, tao sống là người cộng sản, đời tao ban người đời cộng sản nhá. Tao nói thằng nào cái hiểu nhỉ, mày không dụ tao được đâu, mày không bóc, mày không 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 dù không lấy thông tin của tao gì cả. Bởi vì tao thật kia thật, quê ngoài tao ở Hà Tĩnh, ngay Formosa, năm nào tao cũng về. Quê nội tao ở Nghệ An, gần nhà Bác Hồ. Đời tao ba bốn đời cộng sản. Ông nội tao bí thư chí đảng, bộ đảng năm 30 31, bị bắt giam ở nhà tù, nhà giam Bến Thủy. Tao nói cho mày hiểu như vậy đó. Mà không biết loại như mày tao không không quan trọng. Tao nói mày, tao đòi nói Hà My Hà cả Ngọc Nhiên bóc, hôm nay quyết định bóc mẹ thằng Quý luôn. Mà đã bóc mẹ mày, mày không có cửa. Tao với thằng Toàn nhốt về hỏa lò mày nhốt nhá. Mùng 4 tháng 9 về mày nhốt. Mày ngon về tao đến, tao nói anh em đến xuống sân phi trường đón mày về, đưa xe ô tô xịn đàng hoàng tiền tỷ, mười mấy tỷ đón mày về nhá. À quý nhá. Tao nói một câu danh dự, tao sống với người lương thiện. Tao về Đà Nẵng, quê hương của mày, tao vẫn live stream cho mày xem theo. Trên cầu Hàm Rồng Nó trực là tiếp nó khu quê ở khu Nha Trang mà. Tao quê quê Nha Trang mà. nó xào mà tôi biết, là nó bảo là nó là quê Đà Nẵng nhé. Nó xào xào nhiều chuyện, nó biết cả chứ không biết đâu. Tôi có, anh có thông tin bên Mỹ, rất nhiều có thông tin tại sao bóc mẹ cho Hami những cái việc đó, gửi cái clip cho Hami đó. Thấy không, nó lên diễn đàn của Thái Gò Công, có thằng Huỳnh Thanh Hoàng nó bóc bóc mẹ cho nó luôn.
chúng nó thằng A Quy là một cái thằng nguy hiểm nhất trong trong cái tổ chức của Đào Minh Quân. Nó nằm ở trong cái ban truyền thông thông tin của Đào Minh Quân. Nó chỉ la liêm hết cái đàn diễn đàn này diễn đàn khác, rồi có nó lên đó cũng có người chỉ đạo cho nó đấy. Đó là anh nói với em như vậy. Hôm nay bóc mẹ luôn, cho hai em, các em cứ bóc mẹ. Riêng anh quan tâm nó mở lớp hay không anh không quan trọng, riêng thằng chó A Quy anh không quan trọng. Nó về thì mẹ nó về được, một là nó giết anh, mà hai nữa là anh giết nó, vậy thôi. Nói cho thằng A Quy nhớ hiểu như vậy này. Cho nên chúng mày đừng cả còn cả anh em cũng ra cũng anh em cũng đang tham nhá đó, anh em cũng vậy đó. Nó thằng này hả, thằng này nó già chết thì lắm, thằng A Quy này nó già chết lắm, nó già chết, nó đi dự đàn nào nó cũng nói là để đi theo, để đi học hỏi, học hỏi hả. lướt nó mẹ nó cả. Nó không 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 còn cửa về nữa, nó không về thì an ninh nó cũng vậy. Nhưng mà riêng bản thân anh thì nó nhà nước cho quay về anh cho phép, nhà nước cho phép, nhưng bọn anh không cho phép. Dứt Không khoát anh một câu cho nhược: một, mày về được thì mày giết tao, mày nhốt tao, còn hai nữa thì mày xuống sân bay phi trường tụi tao đón. Một câu cho như vậy. Mày đừng à quý mày đừng lên mạng mà sủa nhá, tao nói cho mày ngay nhá. Mày đừng, tao về Đà Nẵng, tao livestream cho cả thế giới xem cái cầu hầm cầu Rồng Đà Nẵng nhé, khu hành chính của thành phố Đà Nẵng nhé, toàn bộ cả khu bến bến bến, bến sông Hàn nhé, dọc dọc cái đường nói tao tao livestream tất cả toàn bộ cả cộng đồng mạng biết tất cả. Mày không thấy Việt Nam Đà Nẵng nó phát triển đến như vậy à? Mày đừng sao ta, tao nói mày tao không thèm nói chuyện với mày một à, quên một lần nào nữa, bởi vì tao nhìn mày nhiều rồi. Tao muốn khuyên mày để trở về, quay cái đầu lại trở về với đất nước quê hương tổ tiên mày. Về thỉnh thoảng rồi có một năm vài năm 5 năm 7 năm tiết kiệm đồng tiền về thắp cái que nhang cho cái tổ tiên mày, cái gia tộc mày. Còn bản thân mày như vậy thì muôn đời mày không về, con cháu mày cũng không được về luôn. Dứt khoát một câu danh dự như vậy: nhà nước cho về, tụi tao không cho mày về. Hùng Lân, Hùng Phạm, thằng Sơn Khó Lơ, tới Sơn Khó Lơ một thằng xạo đã nữa, nói cho mày nghe, Sơn Khó Lơ có trong này không, tôi nói mày nghe. Chứ còn đấy bảo về 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 mùng 4 này này về, về biểu tình lật đổ chế độ, bắt Nguyễn Nhan rồi Trần Toản nhốt đấy. Thằng A Quy nó bảo là Phùng đấy, nó bảo là nó hẹn mùng 4 này nó về nó bẻ cổ Phùng đấy, mày ngoan nó về đi. Nếu mà Nói không về chuyện là được mơ á hả? thì khóa khỏi ngay. Mơ hả? Nằm mơ mơ giữa ban ngày, xin lỗi mày A nha. Quy kìa anh. A Mày Quy về kìa. được, nếu mùng 4 à quay ngày mùng 4 này mày không về là đổ được, thì từ nay về sau mày đừng lên diễn đàn nhá. Tao nói trước cho mày biết như vậy đó, đừng có xào trá với tao. Tờn tao mất dạy cái loại F2 mày F2 mà tinh trùng khuyết tật mà còn dám mò cái mặt lên mà lão tét. Nói vô Tao rồi vẫn anh. còn là cái gì? Xin lỗi. Tao vẫn còn là cái gì? Nói về đi. A Quy Cái vô nhà rồi bà Phùng đó. Tùy Châu 12 thằng. Tao, A Quy này, tao nói mày này, mày vô mày nghe tao nói này. Tao không đọc mày nữa, tao không thèm nói mày. Mày bảo anh ăn đọc đi, tao không đọc mày. Nhưng mày đợt nói với tao, mày lúc tao mày bảo tao chửi mày, tao chửi mày làm gì? Tao chửi những thằng lính Cộng Hòa mất dạy. Tao rất tôn trọng những bậc cầm rồi rất tất cả những của nó, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ nước ra đi, bây giờ người ta quay về đất nước, tao rất tôn trọng và rất kính phục. À quên nha. Còn những cái loại như Hùng Phạm, Hùng Phạm sinh năm 60 bằng tuổi tao thôi, Hùng Phạm chưa được lính, đúng không? Hùng Phạm bằng lính tuổi tao thôi. Hùng A Phạm Quy thì ơi, sống A ở Quy ngay nên cả nên 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 bóc mẹ ra đi. Đó là Hà Vi cũng nói vậy luôn á. A Quy là cái gì với ông Đào Minh tao Quân, con cháu gì Đào Minh Quân phải không? Con rô sân đào là tay chân với là với ông Đào Minh Quân nha. A Quy đừng bao giờ chối cãi với Hà Vi nữa. Tại Hà Vi A Quy nói với Hà Vi á là nói là con rô sân đào đồ những người đó là không có hại với ông Đào Minh Quân, mà một cái diện đàn của ông Đào Minh Quân là lúc nào cũng có rô sân đào hết. Nói cho mà nghe, đối với Hà Mi thừa biết, mà tại sao con rô sân đào ngày nào cũng kêu gọi hả, kêu dân đứng dậy biểu tình,
đứng lật đổ cộng sản, làm những cái chuyện mà không có đúng luật của con người, rồi là phải dân đứng xuống đi đi chết, chà đạp đi chết một lần. Những người như vậy mà nói yêu thương dân Việt Nam mà thương dân chỗ nào hả? Hay xúi dân để đi Tôi chết nói với quý này, để làm bằng đạp cho các người, để mà thỏa mãn cái hận thù của các người. Các người là muốn làm để thỏa mãn cái hận thù của các người cách đây 40 mấy năm. Mấy người có xứng đáng con người Việt Nam không? Mấy người có xứng đáng như người Việt Nam không? Và trong lúc các người sống một đất nước của Hoa Kỳ rồi, hạnh phúc rồi, sao các người không để cho dân Việt Nam để yên ổn, để sống trong một đất nước hòa bình? Thì các người mà muốn khơi dậy để chiến tranh mới thỏa mãn. Cái chuyện ban nó không ban tôi không cần thiết, nhưng con người Việt Nam sống phải có lương tri con người một chút, dân tộc một chút. Thấy các người để nuôi hận của các người sống như vậy là có đúng con người dân tộc Việt Nam không? Sống như có xấu hổ con người Việt Nam không? Đừng có đem ra những cái con cháu của lính Cộng hòa của các người hồi xưa rồi nuôi mộng, rồi đem ôm cái hận thù của cha mẹ mình rồi nhồi nhét trong đầu của các người ấu trì. Sống một đất nước văn minh và cái đầu của các người không có văn minh một tí xíu nào hết. Phí lắm A Quy nè. A Quy là lớn hơn tôi có 4 tuổi thôi mà A Quy sống như vậy là phí cuộc đời của A Quy lắm. Một đất nước văn minh thì mình phải học hỏi tìm hiểu đất nước của mình, chứ không phải là dồi nhét của cha mình. Cha mình hận thù của đất nước hồi xưa, chiến tranh là lỗi của các người lính Cộng hòa hồi xưa tiếp tay cho mình đã giết dân của mình. Thì các người làm con thì mình phải đúng ra là mình phải để mà dạy cái nội oan của cha mình đi để cho nhẹ nhõm, chứ không phải là tiếp tay cho cha mình rồi cha đạp quê hương tiếp tục sống như vậy hèn lắm. Em mời anh nói. Tôi nói với thằng Quy này, mày bảo tao đọc đi, đọc cái gì? Tao nói Bình Dương nói A Quy tại sao lóc lịch của anh Nhàn hả? Đấy mày lên mày mày nói bảo tại anh Nhàn chửi 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 mày, mày là danh con tao chửi làm gì? Tao chửi, tao chửi những thằng lính Việt Nam Cộng hòa bây giờ vẫn chống cộng, tao chửi, tao hận thù. Còn những loại như mày, giả sử như bây giờ có Bác Cầm Nguyện và nhiều người nữa, anh tư Tân Bình biết đấy, tao đi đánh Campuchia, mày thấy cuộc như vậy đó, mày thấy không? Tụi tao đã bảo vệ cái đất nước, tại sao chúng mày phá? Mày là danh con, tại sao lại phá? Mày không làm được gì thôi, mày im. Mày bảo ơi, tao chửi mày, chửi mày danh con, tao chửi làm gì? Mày lông tao, tao không cần mày mở. Mà tao không cần giao lưu với mày. Mày hỏi tao Formosa, tao ở Bô Xí Tây Nguyên này cách 60 cây số này. Mày lên mày xem, mày thấy không? Có gì không? Mấy nghìn trẻ em đâu? Mấy nghìn trẻ em của mày, của cha mẹ mày đẻ ra đó. Nhá. Đừng có sao cả. Hôm nay tao lên tao bóc mày luôn. Tao nói với Hà Mỹ, tao nói Ngọc Nhiên. Hôm nay quyết định bóc mày con Ngọc Nhiên luôn. À, con thằng Hà Vy luôn. Hôm nay quyết định đón hai chị em lên bóc rồi đó. Nhá. Mày biến mẹ mày đi. Tao nói mày. Mày về mày 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 bẻ cái sào rảnh con đừng bắn hết nhá. Tôi nói mày này, con cháu tao làm an ninh cả, không an cả nhá, quân đội cả, xin lỗi chúng mày không về được đâu nhá. Nhà nước nhân đạo cho chúng mày về, nghị quyết 36 hòa hợp hòa giải, riêng bọn tao không có hòa giải nhá, thua bỏ chạy, vô đầu hàng vô điều kiện, mắc gì phải đi hòa giải. Còn hòa hợp chúng mày thích chúng mày về xây dựng đất nước, góp ý, không có tiền thì góp ý xây dựng đất nước này, tổ quốc này. Bởi em nói là chính phủ tổ mình tiên mày còn có nghị quyết là để cho các người giãn tay cho các người để đi về với lại quê hương, nhưng các người này á lại đúng phản bội thêm một lần nữa, về quê hương rồi xây lại, về quê hương chơi cho đã, xây lại về đất nước bên Mỹ, xuyên tạc đất nước, chà đạp quê hương, rồi bắt đầu về để bắt tay bắt chân đây để lật đổ lại chế độ. Là các người quá quá tàn nhẫn, quá ác. Chính phủ họ cũng giáng tay để cho các người về mà các người không biết cái hối hận, cái hối cải đã từng đã sai lầm, mà mấy người không ngoan cố, mấy người là khát máu, rồi mấy người là quay lưng lại để nói xấu đất nước, chà đạp lên đất nước, rồi đòi lật đổ, đòi muốn chiến tranh thêm một lần nữa. Không bao giờ để các người thỏa mãn đâu, tại các người không đủ tư cách nữa. Hồi xưa ở Mỹ Pháp đã có bom đạn sẵn cho các người còn chưa lật được, giờ bây giờ các người hả
trên răng dưới đôi dép. Mấy người lấy gì lọc? Lọc xô nước đi cho nó về nha, chứ đừng có ngồi bên kia mà xúi cho những người khác để làm thay thế, giết thay cho mình. Sống như vậy là nhục lắm. Bây giờ là 2018 rồi, các người là F3 rồi, sống sao thì cho đúng luật, sống sao cho có ý nghĩa với đất nước, với ý nghĩa cho nước mì, biết không? Một đất nước văn minh mà mấy người sống cả ngày ấu trì thì các người chết đi. Vì quê hương tèo này mày bảo ha, mấy cái lỗi này do cộng sản, do cộng sản rồi nào, mày có dám lên không? Thằng vì quê hương tèo mày dám không? Tao cho mày lên á, mày xem cái đất lỗi nào thì không tán tụi bay ăn gắp bỏ mình người hả? Lỗi cộng sản hả? Mày hỏi lỗi này, lỗi là lính cộng hòa hồi xưa, cái lá cờ ba que sổ lá chúng bay là dẫn Mỹ vào hả? Bây giờ rải độc chất, chất độc da cam, bây giờ người ta còn kia, người ta còn nằm lai láng kia. Nhưng cái chất độc da cam bây giờ con có đẹp, bao nhiêu đứa con ra còn tan tác kia hả? Lỗi của ai? Mày nói lỗi của ai? Thế mày về mày không biết, mày về hỏi thằng cha mày, biết chưa? Hỏi thằng cha của mày, nếu mày hỏi như vậy là chắc mày là con của lính cộng hòa rồi. Hỏi thằng cha mày hồi xưa phải đi đánh lính thuê cho Mỹ không hả, để rải chất độc trên da cam của quê hương của mình không? Bây giờ con kia hả, mày cần gì nữa? Hỏi ngu quá vậy? Lỗi của ai? Cộng sản bây giờ là xây dựng đất nước đi lên. Bây giờ cái lá cờ ba quái sổ lá chúng bay bây giờ quay lại rồi lật đổ quê hương, rồi làm đa nguyên đa đảng để một cái đảng chúng bay vô ăn cướp hả? Phải không? Tao đọc ngay cái đầu sò của chúng bay rồi chứ nữa, phải không? Làm sạch cho chúng bay hả? Mẹ cái thằng mày cấp cái mỏ bay cái lũ chúng bay hả? Bay bây giờ bị cái lá cờ chúng bay hả? Bây giờ chỉ có xếp vào tù rồi lâu lâu thèm đem ra mà người đi, cái lá cờ bay vô ý nghĩa rồi, không còn ý nghĩa của đất nước Việt Nam này nữa. Cái lá cờ bay không có cắm trên một cái lãnh thổ của đất nước nào nữa. Những lá cờ Việt Nam của là bây giờ cả thế giới rồi, không đủ tư cách tụi bay nói chuyện đâu. Bây giờ nói thằng Ngọc Huy này. Dạ. Yeah. Tôi nói tao bóc mẹ thằng Ngọc Huy biết rồi đấy. Mày lên livestream của thằng Thái Gò Công nha. Thằng bạn hả, muốn lên. Có cái thằng hình con thế nào nó. Nó bóc mẹ mày, nó nói bảo mày Đào Minh Quân, mẹ mày là Cá Lư Triều, tức là Triều Thanh Hoa chuẩn tướng. Mày nhớ chưa? Mày mở cái clip đó mày coi. Tao còn lưu clip của mày là tao chia sẻ cho anh em cộng đồng mạng cả rồi. Để tao biết bóc cái mẹ mày ra nhá. Mày đừng có xào trả với tao. Mày bảo tao chửi mày, mày lốc. Mày ránh con tao chửi mày làm gì? Loại trẻ con. Ba mày. Thằng gì đấy? Chống thằng gì? Việt chống cộng sản. Tao chửi. Tao rất tôn trọng, tao vẫn rất thương yêu. Bởi vì cuộc chiến thì hai bên ai cũng vậy thôi. Vì cuộc chiến thôi mà phải đi lính. Lính cộng sản thì vì lý tưởng để mà chiến đấu, để giải phóng thương đất nước. Còn lính Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đi lính chỉ có để lấy tiền, để nuôi con, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình chúng mày thôi. Chúng mày không có tiền, chúng mày không chiến đấu. Thấy cộng sản thì bỏ chạy, không dám bắn trốn. Hỏi cái lý tưởng chiến đấu ở đâu, giải phóng với hướng đất nước ở chỗ nào? Đất nước là Việt Nam là một, tổ quốc Việt Nam là một. Trường Sơn, dù có đốt cháy dậy Trường Sơn đi đi giải phóng dân tộc vẫn sẵn sàng đốt cháy. Mày hiểu cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh không? Mày phải nghĩ đó, người ta già người ta là đó, người ta đi bốn biển năm châu, người ta tìm hiểu những cái tinh hoa cái tuổi này để hiểu lên quá. Lãnh đạo một bao giờ vậy đâu anh, tuổi này mày hiểu nó không bao giờ vậy đâu anh. Anh biết mình nghĩ đi, nồi mà chiến tranh hồi xưa chết bao nhiêu hả, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết mà bây giờ hả, nồi mới ra mồ liệt sĩ hả, năm dây dài dây dài dây dài tụi bay hả, ôm hận thù cái gì hả? Bên Việt Cộng hả, mày nói tối ngày mày hận thù Việt Cộng hả? Việt Cộng giờ lúc người ta chết cả nhà, người ta còn hận thù hơn tụi bay nữa. Nhưng người ta cũng mở rộng vòng tay để đón cho chúng bay đi về hả, để chúng bay đi về lại quê hương. Bây có ai thì có ai rộng lượng hơn? Thấy tụi bay đang nuôi cái hẹp hòi của chúng bay, bây ôm cái hận thù một mình, tự bay hận thù à hả? Bao nhiêu trong trong gia đình cả đất nước Việt Nam này nhiều nhà cộng sản lắm, họ chết cả gia đình mà họ cũng vẫn bò quá đã chiến tranh rồi. Triệu Kiều Nhu nha, tụi bay là đã đi qua một thế giới khác rồi, còn hạnh phúc hơn người ta nữa, thì thay ra mới sống cho hạnh phúc cuộc đời của chúng bay đi.
Bây giờ còn ôm nuôi mộng cái gì? Rồi bây giờ nôm hằng thằng thù cái gì? Thằng thù gì ở đây? Hả? Cái thằng thù cả đất nước Việt Nam này luôn phải không? Cái thằng thù cả dân tụi tao luôn phải không? Sao bây còn nạn dữ vậy? Bây chỉ biết thôi mà cái thằng thù của chúng bay thôi. Rồi bây ngồi bên kia bây kêu dân đứng dậy đi biểu tình thay thế dùm cho chùa tụi bay. Hả? Để làm bằng đạp, để làm cái xăng chất chết dùm Minh cho tụi Đạt bay. cút mẹ mày đấy nhá. Con chó con ranh con Minh Đạt cút mẹ mày đấy nhá. Không nghe thì cút, điên mẹ mày đi. Thằng Quy nghe rõ chưa? Mày biết điều mày mà lốc. Mày không biết thì đừng có mở lốc. Xuyên tao tao không cần. Tao nói thẳng này, mày có ba nick tao biết cả nhá. Mày không thể mua cho tao được. Tao nói mày nghe này. Tao nói mày này. Mày comment mày Messenger mày nói bao nhiêu việc hả? Formosa Hà Tĩnh. Quê ngoại tao ngay Formosa Hà Tĩnh. Tao về tao đóng biển, tao ăn hải sản hả? Quê tao ở Nghệ An. Cách nhà bác Hồ 20 cây số. Chúng mày đi xuyên tạc hồ quán gì, chúng mày xào trá nha, đừng đừng lừa, đừng lừa dân, không lừa được đâu nha. Bà cũng lên Tao anh nói phải thằng Hợp biết một lần này này, ok thấy nó tao chạy không chạy muốn, tao không muốn lên có diễn đàn, nhưng mà bởi vì tao bức xúc chúng mày quá, mày nói một câu vậy mà tao cái phải lên. Tao nói mày, tao lên diễn đàn mới 3 lần thôi, lần thứ tư. Chứ tao nói mày này, mày nói là với Bình Dương nói bảo tại anh Nhan chửi nó, chửi chửi mày. Mày em muốn mình ngu tao chửi thì có việc gì đâu, nhưng mà tao đâu chửi mày, tao chửi những cái thằng Ngụy, lính Ngụy Việt Nam Cộng Hòa, tao chửi những thằng đó, những cái thằng mà đang chống phá đất nước. Còn những người nào bây giờ đã thấy ra những cái bắt buộc phải đi lính Ngụy, bây giờ sang bên nó quay về quê hương, nhớ về tổ quốc, tao rất tôn trọng và rất kinh phục những người đó. Tao nói mấy lần rồi mày, ok mày hiểu như vậy nhá. Bây giờ Nguyễn Lập hả? Thiếu úy của Thủy quân Lục Quyên, Lục Chiến. Mày phải học hỏi phó thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Mày nên học hỏi những cái người tiền bối người ta trước. Ông Nguyễn Cao Kỳ ông dở hay sao mà ông thiếu tướng ông làm đến phó tổng thống. Hả? Ông bảo ông chống phá gì? Ông có bảo bị lù với nó với... lừa tiền lấy tiền nó bỏ đi, loài chúng mày cũng vậy thôi, đừng có lấy cái diễn đàn này mà cào phím rồi mà kiếm tiền của những cái bà con. Lừa đảo chống phá mày chống gì, nó thách cả 1.000 đời À, mẹ chúng mày về đó mà chống phá nhá. Mày có phải mày 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 quý mày có phải con của Cát Linh Triều không, Triều Thanh Hoa chuẩn tướng không, trong tổ chức Nam Minh Quân không? Mày nói vì mày comment lên. anh Phó Văn anh nói là Hoàng ra Bình Thuận ở đi mới biết dân khổ của họ. Hà My bàn ra Bình Thuận. Ủa sao anh nói là ra dân khổ? Anh comment cho rõ đi. Sao bữa nay anh comment là anh Phong Văn Hà My Ông bàn Hình ra Hình Thái Hoàng Bình Thuận đi ờ. tiếp dân khổ của họ. Hình Bình Thái Thuận Hoàng với nó em bảo đây mẹ đâu mày đó, có nó bảo nó nói mẹ mày là à... bây giờ chúng mày giành em nhau nói cho mà nghe nè. mấy cái thằng chống Bây giờ chống phá cách thì mạng em nói là ở bên. Để anh nói tí là hôm nay để anh nói tí là Hữu Tấn. À, chúng mày mày Đào Minh Quân phong cho ông gì ông gì đại tá đó, đại tá ở mà bị bắt đó, đó cái gì mà đào đào Hoa Hảo đó, ông thằng gì bị bắt đó với cái thằng Nguyễn Hữu Tấn đó. Em gọi Mẹ chị chúng mày Lisa. mày Chị bắt cái Lisa gì? lên không lắp ok đấy. Em mời chị lên. Sao 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 thôi bây giờ để cho anh khai lên, tao tao tuyên bố trước thằng Quy này nhá, mày bỏ chống cộng đấy nhá, tao nói trước mày thương yêu đất nước tổ quốc Việt Nam cái mồm mày nói xạo nhá, mày quyết mày là cái thằng nguy hiểm nhất trong những cái thằng nguy hiểm, tao bảo hôm nay tao bắt mày luôn,
Mày không quay đầu vào bờ, không im lặng lại, mày đừng la liếm các diễn đàn mà lấy thông tin. Mày là ở trong cái truyền thông của Đào Minh Quân. Tao nói trước mày, mày la liếm các diễn đàn này, mày dưới khi mày lên diễn đàn thì có người chỉ đạo cho mày nói những cái gì, mày tao nói biết hết cả. Mày về đó xong bắt đầu mình sơ hở để mày chống phá. Tao nói thẳng thẳng với như vậy đó. Còn tao với mày là kẻ thù, không có anh em gì cả. Nếu mày mà xin lời, xin lỗi, em xin quay đầu về xây dựng tổ quốc Việt Nam. Sinh 10 năm ở tuổi trẻ 18 tuổi đến 28 tuổi tao đã hy sinh ở biên giới Tây Nam. Chúng mày bây giờ muốn về chúng mày cướp lại à? Tao hy sinh thêm để con cái tao hưởng chứ. Chẳng lẽ bây giờ tao để cho chúng mày về cướp cướp cái quyền lời hy sinh của tuổi 18 đôi mươi của tao 22 10 năm ở biên giới Tây Nam à? Mày đừng, mày người người như vậy nhá. Thôi chào tất cả anh em Cộng Hòa nhá. Chào Hà Mỹ nha. Dạ, yeah. Tạm biệt.